Thì đây là mình chân tình thôi. Chân tình. Thì đầu tiên em hỏi là không biết là anh khi mà anh thực hiện những cái đó anh có nghĩ là sẽ bị phản ứng của khán giả không? Khi mà mình làm, đặc biệt mình đang nói về đây là ẩm thực nha. Vừa rồi là mình đang ồn ào về những chuyện mà tại sao mình làm nó dính tới kiểu ăn uống rồi nó không được gọi là thẩm mỹ rồi nói chung là gây những cái phản ứng gì đó, phải không? Thì như hồi nãy mình cũng nói là trước đó nhiều người khác cũng đã làm. Nhưng cái vấn đề của mình đây nè, vấn đề mình là một diễn viên, mình là một nghệ sĩ, thì cái nhân vật của mình nó không đơn thuần giống như những cái clip khác là những cái người mà người ta không biết, mà những nhân vật của mình lại là nghệ sĩ, những người tham gia phim, những người tham gia rất là nhiều phim. Ngay từ đầu khi mình làm mình đã suy nghĩ ồ chắc chắn nó sẽ có sự khác biệt, đổi nhân vật mình nó khác người ta, phải không? Nó khác người ta thì nhân vật, liệu nhân vật của mình nó như các bạn biết là ăn uống thử thách ăn uống thì nó phải xấu chứ không lẽ mình đây không phải là chương trình ăn sao cho đẹp mà đây là chương trình thử thách ăn, một cái thử thách đặt ra để mình chiến thắng. Vì thế chắc chắn là đã vậy có thời hạn, có thời gian nữa, vì thế chắc chắn mình nghĩ là nó phải xấu chứ, nó phải lộ ra cái gì đó nó xấu, nó không thể đẹp được. Cho nên vừa rồi mình bị chỉ trích là để cho các bạn mình ăn uống xấu xí rồi làm kiểu phản cảm á, thì mình trước khi mình làm điều đó mình đã nói với các diễn viên, các em của mình rồi: mấy em ơi, đây là chương trình thử thách ăn uống và trong thời gian ngắn các bạn phải đạt được cái mức mà mình đặt ra, cái trò chơi mình đặt ra. Vâng, mà lưu ý các em nha, đã ăn trong thời gian ngắn thì chắc chắn phải xấu xí, phải mình bộc lộ những cái gì đó, những biểu cảm gì đó, vâng, mà nó chắc chắn là không đẹp đâu, phải không? Vậy các em có đồng ý tham gia hay không? Không, đồng ý tham gia hay không? Thì nói thiệt là ban đầu các bạn cũng ngại lắm, các bạn không, một số bạn rất là đẹp, hot girl hoặc là gì rất là đẹp luôn, không ai muốn mình xấu hết trơn. Nhưng khi cuối cùng anh nói ra một cái ý nghĩa, thì tự nhiên các bạn lại đồng ý, các bạn rất muốn tham gia. Thật tình mà nói, ban đầu khi anh tạo những cái clip này, cái clip thử thách ăn uống này, thì ở đây mình đang nhấn mạnh là nhiều người đang tập trung vào là cái số tiền mình đang dùng, giống như kiểu mình đang dùng tiền để mà mình mua. Và đúng rồi, mình làm cái kiểu thì khi mà nghe lên mọi người có cảm giác mình phản cảm, phải không? Tiền thì ngay khi bắt đầu mình làm mình nói không lẽ giờ thử thách cuối cùng ăn uống xong rồi được gì, không lẽ thi ăn 5 trái khóm rồi cuối cùng được giải 5 trái khóm đem về, hay là 1 ký khóm hay là 10 ký khóm đem về sao? Như vậy thì chẳng ai coi chứ. Vì thế mình nghĩ thôi, cái cách mà hấp dẫn chính là mình dùng cái giải thưởng là tiền. Giải thưởng là tiền thì nó hấp dẫn. Tại sao vừa rồi cái clip bị chửi quá trời là bé Minh Anh, tại sao Trung Quốc lại đem một em bé diễn viên mới 10 tuổi nhí vô rồi thi ăn thục mạng lên, phải không? Nhưng mà mọi người lại không để ý tới cái cuối cùng, tức là bé Minh Anh đó đã dành số tiền đó, mặc dù không chiến thắng tới vòng cuối là dập biệt thì tiền nó hơi lớn, thì được nửa vòng thôi, nhưng cái số tiền đó bé Minh Anh đã đem trao cho bạn của mình trong lớp, cùng tuổi cùng lớp luôn, mà tại vì bạn đó gia đình khó khăn, quần áo cũ hết, không có điều kiện, và chính bé Minh Anh đã cầm số tiền đó trao cho bạn đó quay lại luôn, mà chính bé quay lại luôn. Ban đầu á, khi đọc tới bài báo đầu thì đương nhiên là anh không lung lay, là bởi vì ngay từ đầu anh đã xác định là anh đã làm, mà nếu lung lay thì đừng làm, đúng không? Đừng làm. Nhưng đọc tới bài báo thứ tư thứ năm gì đó bắt đầu đúng là lung lay thiệt, đúng là lung lay thiệt luôn, tại vì mức độ bị đập ngày càng tăng lên, đúng không? Thì đúng là lung lay thiệt. Mình cũng định là nói các bạn là thôi giờ làm du lịch thoải mái, đi ăn chơi thoải mái, đi làm quay cảnh đẹp nổi nọ sống, thế là an toàn, đúng không? Cuối cùng mình sau đó chừng một đêm suy nghĩ, mình suy nghĩ lại vẫn phải làm, là bởi vì chừng nào không còn người muốn nhận sự giúp đỡ của mình nữa, chừng nào không còn các nhân vật là các diễn viên, những người làm với mình không còn muốn tham gia nữa, thì lúc đó Trung Quốc mới không làm. Nhưng mà sau khi bị chặt
đó cái phút đó là phút bạn đang bị lung lay, đó là lúc chính là bị lung lay, mình mới đưa lên để mình thử coi là giống như mình rộng đường cho người cho công bằng á, trong công bằng thôi. Thì như các bạn nếu từng xem, các bạn thấy rất nhiều comment của những người đã từng tham gia, của cả các em nhỏ, của cả người đòi còn muốn tham gia, và thậm chí nhắn tin riêng còn muốn tham gia nhiều hơn nữa. Bởi vì lúc đầu họ không biết là cái chương trình mình là nó mang ý nghĩa như vậy, mà chỉ nghe loáng thoáng lúc đầu là ông nội trên quốc quăng tiền ra để chơi rồi bắt người ta ăn phòng mang trợn má lên, tại khó vậy thì đương nhiên là người ta sợ, người ta không dám chơi. Nhưng cuối cùng nhờ đọc báo người ta mới hiểu ra cái của mình chính là để làm cái việc, cái ý nghĩa cuối cùng của nó là chính là việc đó. Cho nên bây giờ mà đăng ký còn nhiều hơn trước. Có rất nhiều người nhắn anh, ủa sao mà bài vẽ chi, sao không chịu cầm tiền trực tiếp trao cho họ luôn, mắc mớ gì phải bài vẽ cho nó xà quần hay là cho nó gì chi mất công. Anh có nói các bạn, cầm tiền trực tiếp trao cho người ta anh đã làm và đang làm. Hiện tại gần như mỗi năm anh đều đang, gia đình anh luôn, chính xác gia đình anh đang bỏ ra một số tiền để nuôi các cụ già ở cái chùa Long Thành, chùa Giác Hoa ở Long Thành, là những người mà cụ già neo đơn. Đó là cách anh đã làm riêng rồi. Nhưng đây là kênh mà, đây là mình làm phim, đây đâu phải là chuyện cầm tiền mình đi ở ngoài, đó là một vấn đề khác. Đây là mình đang làm phim, mình đang làm vlog. Đây không phải là giống như kiểu mà từ thiện một cách bình thường, là cầm tiền cho trực tiếp cho người ta. Thấy không? Các bạn đó đã bị lầm lẫn giữa cái kiểu đó. Thấy không? Lầm lẫn kiểu đó. Và đó chính là mà khi làm cái điều này, nói thiệt, mình cũng không phải tốt lành gì. Bởi vì nếu thật sự tốt lành mà không có một cái gọi là vụ lợi cái gì hết trơn thì cầm tiền cho đi. Như các bạn khán giả họ comment đằng này, ông nội Trung Quốc ông làm phim ra, ông mong được người ta xem nhiều, thế là ông mới bài trò để này nọ này kia để xem. Thật chất trong vấn đề này anh thừa nhận là mình không phải là người tốt hoàn toàn, anh cũng có tính toán trong đó. Nhưng đây là sự tính toán là gì? Tất cả đều vui hết. Một người bỏ tiền tạo cuộc chơi, một người tham gia chẳng bỏ tiền nhưng bỏ công sức ra, và một người được hưởng. Vậy thì đây, mình nghĩ đây là sự công bằng, phải không? Chứ không có gì mà gọi là không, mình không phải thiên thần, mình là người mà mình cũng phải có sự tính toán. Mà hơn thế nữa, mình đang đầu tư, mình đang làm một cái kênh, phải không? Vì nếu mà mình lãng mạn quá thì không biết ai chết chứ mình là người chết đầu tiên.